Xin chào các bạn, đây là bình nóng lạnh Capper dạng vuông. Bình này có dung tích là 20 lít. Đây, nhìn thiết kế của nó rất là đẹp. Với 20 lít thì sử dụng gia đình 3-4 người là được. Còn nếu các bạn muốn sử dụng nhiều người hơn thì các bạn có thể sử dụng đến bình 30 lít. Đây 20 lít nha. Đây là cái chiếc áp để bạn tăng giảm nhiệt độ ở đây. Thì thường thợ lắp đặt sẽ điều chỉnh luôn cho các bạn. Phần dưới này là phần nước lạnh và nước nóng. Và bình nóng lạnh này sẽ có số trung tâm hành là 1800 6644, hàng chính hãng đến từ Capper. Khi các bạn mua bình nóng lạnh tại điện máy Giang Nga bên mình thì bên mình sẽ có miễn phí vận chuyển và lắp đặt miễn phí cho các bạn. Bên mình sẽ bao lắp trọn gói bình nóng lạnh cho các bạn tiền công nhé. Tiền công thì các bạn sẽ không tính tiền lắp đặt cho các bạn. Để tất cả giá bán của bình nóng lạnh này thì các bạn hãy truy cập website của bên mình là giangnga.vn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.